Chào mừng quý vị đã đến với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong lịch sử phong kiến Trung Quốc có một tầng lớp quan lại đặc biệt, đó là hoạn quan, hay trịnh trọng hơn họ được gọi là thái giám. Tầng lớp đặc biệt này chính là nô bộc đích thực của vị hoàng đế khi xưa. Sống trong trạng thái sinh lý có nhiều điểm khác với người bình thường, nên đời sống của các hoạn quan Trung Hoa nhiều khi khiến người đời cảm thấy ớn lạnh. Vậy có những sự thật nào được che giấu trong giới hoạn quan đó và đời sống của giới hoạn quan đó như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của video nhé! Nghề hoạn quan trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Dưới thời Bắc Ngụy, một số tội phạm sau khi chịu phạt bị thiến đã được sử dụng làm nô bộc. Đây chính là nguồn gốc đầu tiên của hoạn quan. Bởi thế, người ta hay gọi hoạn quan là người thừa. Tuy nhiên, với nhiều cái lợi nên hoạn quan dần trở thành nhu cầu không thể thiếu trong các triều đình. Đến đời Đường, Tống, triều đình phong kiến không lấy hoạn quan từ các phạm nhân mà tuyển chọn từ những người trẻ tuổi có ngoại hình đẹp và thông minh, lanh lợi. Đời nhà Tống, hoạn quan đã thành một nghề nghiệp, nhiều người tự nguyện, thậm chí tranh nhau được thiến để làm hoạn quan được vào trong cung. Những người tự nguyện phần lớn là ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn những thiếu niên tự nguyện này thực chất là bị cha họ cho đi tìm con đường tiến thân. Cả gia đình gửi gắm hy vọng nơi đứa trẻ đi làm hoạn quan sẽ cứu được cả nhà thoát khỏi nghèo khó. Hoạn quan là những người thân cận với hoàng đế hơn bất cứ ai, họ chăm sóc, phục vụ thiên tử mọi lúc, mọi nơi. Những người tự nguyện dấn thân vào đường hoạn quan đến thời Minh đã tăng đột biến. Do vậy, trong xã hội nảy sinh những kẻ làm nghề thiến người. Ngay bên ngoài Tử Cấm Thành có cửa hiệu tư nhân làm phẫu thuật tịnh thân. Quá nhiều người tự nguyện vào cung, triều đình không sao tiếp thu nổi. Trong 17 năm đời Sùng Trinh, nhà Minh đã diễn ra 3 lần tuyển hoạn quan với số lượng lên đến 10.000 người. Trong khi đó, số người đã tịnh thân trước đó nhiều gấp 2-3 lần con số trên. Đến thời nhà Thanh, do các nô bộc đã tịnh thân tăng lên quá nhiều nên triều đình đã cho phép các quan đại thần được sử dụng hoạn quan làm nô bộc. Hoạn quan là một nghề đặc biệt, họ được hoàng đế rất tin cậy, có thân thế trong triều. Thế nhưng mặt khác, họ tự biết mình là loại người không giống ai, bị người đời khinh miệt. Do mặc cảm nên các hoạn quan có xu hướng cụm lại với nhau, trở thành một lực lượng đáng kể trong cung cấm. Trong lịch sử Trung Quốc đã có không ít chuyện các tập đoàn thái giám làm khuynh đảo triều đình, xã tắc. Sự biến ghê gớm do 10 thái giám đã làm tan rã nhà Hán, mở đầu cho thời kỳ Tam Quốc phân tranh, trong lịch sử Trung Quốc gọi là loạn thập thường thị. Các hoạn quan trong cung đình nhà Đường cũng cấu kết, tạo nên thế lực lớn đến mức có thể ép bỏ vua cũ, lập vua mới. Các vua Đường Hiến Tông, Đường Kính Tông đều bỏ mạng vì bị hoạn quan sát hại. Đến thời Minh, hoạn quan thậm chí lập hẳn một đảng hoạn quan với những kẻ đứng đầu như Vương Chấn, Ngụy Trung Hiền khiến xã tắc bất an. Đời sống hoạn quan rất đầy đủ, sung sướng về mặt vật chất nhưng lại thiếu thốn, đau khổ về mặt tinh thần. Người xưa vốn rất coi trọng nhiệm vụ truyền thống, phê phán, kết tội nặng những kẻ tuyệt chủng, bất hiếu, hữu tam, vô hậu, vĩ đại. Có 3 điều bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi tông đường. Vì thế, họ bị người đời coi thường, khinh rẻ. Sống với mặc cảm ấy nên họ luôn bị dân vật làm cho đau khổ, nhất là đối với những người bất đắc dĩ vướng vào cái nghiệp oan trái này. Đối với tổ tiên, cha mẹ, họ tự coi mình là tội nhân bất hiếu. Đối với bản thân, họ không thoát khỏi cái cảnh trăm năm cô đơn và đến khi nhắm mắt sẽ trở thành loài ma lang thang, không nơi nương tựa. Vì vậy, họ níu kéo vào chùa để nương nhờ hương khói mai sau và đã có những thời thái giám trở thành một tầng lớp cách biệt. Sau khi đã cắt bỏ bộ phận sinh dục, âm nang, âm hành của họ được gọi dưới cái tên bảo cụ sẽ được dùng những kỹ thuật riêng để bảo tồn và coi như một món đồ quý, giữ gìn rất cẩn thận. Trước hết, bảo cụ được tẩm vôi bột để cho khỏi thối và hút hết những máu mủ còn trong đó để cho được khô ráo. Sau đó, dùng vải hay giấy bản lau sạch rồi mới đem ướp trong hương liệu để cho dầu thấm vào, đặt trong bao bằng lụa, cất trong hộp gỗ rồi hàn kín lại. Người ta chọn ngày lành tháng tốt, cung kính đưa chiếc hộp đó đến từ đường họ người bị thiến, cung kính treo chiếc hộp đó trên xà nhà. Sau đó, mỗi năm, họ lại rút cái hộp đó lên cao thêm một chút,
đắc ý chúc tụng cho người bị yêm hoạn phục vụ trong triều đình được thăng quan tiến chức. Việc giữ gìn bảo cụ có hai lý do. Thứ nhất, mỗi khi được thăng thưởng, thái giám phục vụ trong cung đình đều phải trình cho thượng quan xem của quý để chứng minh rằng quả thực mình đã được tịnh thân, nghiệm bảo. Lý do thứ hai là khi người đó chết đi, lúc tẩm liệm, người ta sẽ hạ phần thân thể bị cắt ra còn đang treo trên xà nhà xuống, may cho dính lại chỗ cũ. Còn tờ tự nguyện yêm cắt thư, tức là đơn tình nguyện xin cắt bỏ bộ phận sinh dục, sẽ được đốt trước linh sàng để người chết được khôi phục nguyên trạng ngõ hầu dưới cửu tuyền, còn mặt mũi mà nhìn lại cha mẹ tổ tiên. Và nếu như có đầu thai thì kiếp sau cũng được toàn vẹn thân thể. Chính thủ tục này cũng gây nên nhiều chuyện chớ trêu, hoặc đào tử tượng giữ bảo cụ làm của riêng để sau này bán lại hoặc là cho thuê những ai muốn thăng quan nhưng lại không giữ được món đồ của mình vì bị thất lạc hay bị kẻ gian ăn cắp mất. Mỗi khi có biến loạn ở kinh thành, nhiều thái giám đã hoảng hốt chạy đi tìm cái bảo cụ của mình, có khi tranh cướp nhau để mong được chết toàn thây. Mặc dù bị thiến vẫn có những hoạn quan tưởng rằng họ có thể mọc lại được. Chính vì niềm tin đó, đời Thanh đã có luật lệ rằng tiểu thái giám nhập cung rồi sau 3 năm sẽ phải qua một kỳ tiểu tu, 5 năm qua một kỳ đại tu để những thái giám chuyên môn xếp lại xem Ngọc Hành có trùng sinh hay không. Theo sách Thần Viên Tạp Thức, thái giám thường thích ăn các loại thức ăn tráng dương và dùng những tòa thuốc như mẫu cầu cảnh tán, thiên khẩu nhất bôi âm, ngọc cảnh trùng sinh phương để mong trở lại bình thường. Về phần ngoại mạo, người đã bị yểm cát thay đổi rất nhiều, trở nên có nhiều nữ tính, không mọc râu, không lộ hầu, ngực nhô lên, mông nở, giọng nói thè thé, hành động yểu điệu, da rẻ cũng nhẵn nhụi hơn, trông chẳng khác gì đàn bà giả đàn ông. Vì hạ thể nở nang, đùi và chân to ra nên thái giám thường đi chân chữ bát, bước ngắn mà nhanh. Thái giám cũng dễ trở nên phì nộn, mặc dầu da thịt thường nhão nhuệt, thế nhưng đến già lại teo đi nên những người có tuổi, da rẻ lại nhăn nhau hơn bình thường, khiến thái giám 40 tuổi trông già như người già 80. Thái giám thường là đề tài để cho người ta giễu cợt, châm chọc, lắm khi rất tàn nhẫn. Ở Bắc Kinh có một khu vực tên là Thiên Kiều, là nơi có trình diễn ra nghệ thuật dân gian, trong đó có một loại hí kịch gọi là tướng thanh, bao gồm hai người, kẻ sướng người đáp, trong đó có thái giám thường bị lôi ra làm trò cười. Người bị thiến, ngoài những thay đổi thể chất, tinh thần cũng ảnh hưởng nặng nề và chính vì thế họ trở nên độc ác, nhỏ nhen, tàn nhẫn khác với người thường. Ngoài ra, thái giám vì bị khiếm khuyết các cơ ở hạ bộ nên thường hay bị xón nước tiểu ra quần, thành thử nặng mùi nên cũng hay bị chế giễu. Trong một xã hội còn kém văn minh, những người bất hạnh vì cơ thể bị khuyết tật không được xã hội ưu đãi mà thường bị ngược đãi. Hiện tượng đó vẫn còn xảy ra ở một vài nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, phần lớn các hoạn quan xuất thân thấp hèn, ít học, thậm chí là những kẻ lưu manh có hạng. Nhưng khi vào cung họ được hưởng đời sống vật chất khá thoải mái nhờ vị thế đặc biệt kề cận bậc đế vương. Thứ quyền lực của hoạn quan vô hình, vô biên tới mức đủ làm khuynh đảo triều chính và trở thành đại họa cho xã tắc Giang Sơn. Trong số ấy có 3 kẻ từng vang danh khắp chốn bởi thói vô nhân đạo của mình. Vậy họ là ai? Họ đã gây ra những tội ác gì? Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video ngay sau đây. Hầu hết, ở bất cứ triều đại nào đều có sự xuất hiện của hoạn quan, những người chăm lo đời sống hậu cung tương tự như những quản gia thời kỳ hiện đại. Theo Nam Tinh Thái Giám Khốc Hình, để trở thành hoạn quan có 4 phương pháp như cắt toàn bộ âm kinh và tinh hoàn, chỉ cắt bỏ tinh, cắt bỏ ống dẫn tinh, đè cho vỡ nát tinh hoàn. Các nhà sử học cho biết, mỗi cuộc phẫu thuật thiến hoạn cho những người đàn ông và những cậu bé có giá 6 nén bạc. Trước khi phẫu thuật, bộ phận sinh dục được chà sát bằng nước ngâm ớt. Thầy lang dùng tay trái nắm lấy của quý của anh ta, xoắn ngược và hỏi đương sự lần cuối cùng. Nhận được câu trả lời chắc chắn đồng ý, thầy lang chỉ bằng một nhát dao cắt phăng của quý của đương sự, một tài liệu thuật lại. Nếu 3 ngày sau khi cắt, các chức năng của cơ thể không bị phá vỡ thì coi như cuộc phẫu thuật đã thành công. Nếu không may, người vừa bị thiến có thể chết vì nhiễm trùng, còn muốn hoàn toàn bình phục thì phải đợi đến 4 tháng sau và được chuyển vào cung. Đường tình của hoạn quan. Nhiều bí sử có ghi chép rằng dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ.
hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục, nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hormone sinh dục. Từ góc độ nào đó, tâm lý này ở các hoạn quan còn mạnh mẽ hơn hẳn người thường do chỗ họ không được thỏa mãn các nhu cầu sinh lý. Và đối tượng mà các hoạn quan, thái giám qua lại từ hoàng đế, thái hậu cho đến các cung tần, mỹ nữ. Sử sách Trung Quốc từng tốn không ít giấy mực quanh vụ hoang dâm của Lao Ái với Thái hậu Triệu Cơ hay của An Đức Hải cùng Từ Hy Thái hậu. Chưa hết, những mối tình đồng tính giữa hoạn quan và hoàng đế cũng từng được biết đến như Vệ Linh Công thời Xuân Thu cho tới ông vua Càn Long nổi tiếng thời nhà Thanh. Trong phần Hoạn quan truyện của sách Tống Sử, Sử nhà Tống có chép chuyện một hoạn quan tên là Lâm Ức sau khi cáo lão về quê đã quyết định nuôi một kỹ nữ tên là Doanh Lợi. Nhiều người sau đó đã nghi ngờ rằng Lâm Ức không thể là một hoạn quan hoàn toàn mà nhất định đã vượt rào kể cả khi đương triều lẫn lúc về ở ẩn. Đời sống bệnh hoạn biến thái. Nhiều người cho rằng do bị cắt bỏ dương vật nên hầu hết đời sống của hoạn quan vô cùng phức tạp và méo mó biến thể. Tâm sinh lý của họ cũng bất bình thường so với người khác do những thay đổi về cơ thể. Được biết, sau khi bị cắt bỏ của quý, hầu hết hoạn quan đều trở nên nữ tính, giọng nói bị thay đổi và sống trong trạng thái dở nam, dở nữ. Chính những điểm khác người khiến họ cay độc và quái đản hơn. Không những thế, để mua vui và chăm sóc đời sống tinh thần của các hoàng đế, hoạn quan thường phải nghĩ ra những trò tiêu khiển kinh dị và dâm loạn nhất. Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Có sử ghi rằng, các hoạn quan đã nghĩ ra trò thị dâm bằng cách tuyển chọn các mỹ nữ vào cung khỏa thân để hoàng thượng và chính những hoạn quan này thị tầm. Không những thế, hoạn quan cũng thường tìm đến những dụng cụ tình dục để làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Chuyện quan hệ tình dục của hoạn quan thường chỉ là sự đụng chạm và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và tâm lý mà thôi. Cũng bởi nó được phát sinh từ những suy nghĩ cay độc và biến thái của thái giám nên chuyện yêu này thường rất dị dạng. Dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ. Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục, nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hormone sinh dục. Món ăn rợn người mang tên của quý. Một trong những câu chuyện đáng kinh sợ nhất được chép lại đó là chuyện về món ăn mang tên của quý của thái giám đời mình. Thời đó, trong dân chúng thường xuyên ca thán về chuyện bắt bớ trẻ con. Những đứa trẻ đột nhiên biến mất rồi không bao giờ được đưa trở lại gia đình. Dân chúng gần xa đều oán thán khi nghe tin chúng được bắt đưa vào cung để cắt lấy bộ phận sinh dục làm món ăn cho các thái giám. Đặc biệt, những đứa trẻ sơ sinh bị bắt giết nhiều vô kể vì của quý của những bé trai này được cho là bổ nhất và nhiều dương khí nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, Minh Sử Hòa Tập cũng ghi chép chuyện các thái giám ăn não trẻ con. Những đứa trẻ ngay sau khi được đưa vào cung, trước hết bị cắt bộ phận sinh dục. Sau đó, những tên thái giám tàn độc còn giết chúng để lấy não làm món ăn bồi bổ cho mình. Những tên thái giám quan niệm rằng, ăn não trẻ và bộ phận sinh dục nam giới của những đứa trẻ, nhất là trẻ sơ sinh, có thể giúp chúng phục hồi dương khí một cách nhanh nhất. Kính thưa quý vị, sau khi được hoàng đế tin dùng, các hoạn quan đã mặc sức chuyên quyền, hô phong hoán vũ, làm loạn triều dã. Không chỉ khiếm khuyết về thân thể, họ còn méo mó về cả phẩm chất và nhân tính. Còn quý vị nghĩ sao về tầng lớp hoạn quan này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Và đến đây thì hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!